Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Cô bé và bà tiên. Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một cô bé tên là Ánh Dương. Cô bé có mái tóc dài vàng óng, đôi mắt xanh như biển cả. Ánh Dương là một cô bé rất hiền lành và tốt bụng, và cô được mọi người yêu mến. Một ngày nọ, khi đang đi dạo trong khu rừng phép thuật gần làng, Ánh Dương tình cờ phát hiện ra một con đường bí ẩn. Sự tò mò trỗi dậy trong cô bé, và cô bước theo con đường sâu vào trong rừng. Khi cô đi, cây cối trở nên cao hơn và không khí tràn đầy ma thuật. Chẳng bao lâu sau đó, Ánh Dương đến một cánh đồng rộng lớn nơi có một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà được phủ đầy hoa tươi màu và bao quanh bởi một khu vườn tuyệt đẹp. Trước cửa ngôi nhà, một bà cụ già với nụ cười tử tế chào đón Ánh Dương vào trong. "Đứa trẻ thân yêu, em đã tìm thấy nhà của bà tiên đừng chút," bà cụ nói. "Bà đã theo dõi em và thấy trái tim tốt đẹp trong em. Bây giờ, bà sẽ ban cho em 3 điều ước." Ánh Dương ngạc nhiên nhưng biết ơn vì cơ hội này. Cô suy nghĩ một lúc rồi đưa ra điều ước đầu tiên. "Bà tiên đừng chút, em ước cho tất cả các em nhỏ trong làng có đủ thực phẩm để ăn và nước sạch để uống." Bà tiên đừng chút gật đầu và vẫy cây đũa. Trong một thoáng, rổ trái cây và rau củ tươi ngon xuất hiện, và một dòng suối gần đó biến thành một nguồn nước trong lành lấp lánh. Đôi mắt của Ánh Dương tỏa sáng vui mừng. Cô biết rằng điều ước của mình có thể thay đổi cuộc sống. Nhưng cô cũng biết rằng còn nhiều điều cô có thể làm. "Cho điều ước thứ hai," Ánh Dương nói, "bà tiên đừng chút, em ước cho mỗi đứa trẻ trong làng em có cơ hội tiếp cận giáo dục và sách vở, để họ có thể học hỏi và mơ ước." Một lần nữa, bà tiên đừng chút thực hiện điều ước của cô. Ngôi nhà biến thành một trường học đầy sách vở, các lớp học màu sắc và những giáo viên đầy nhiệt huyết. Những đứa trẻ trong làng của Ánh Dương giờ đây có cơ hội học tập và phát triển, khám phá tiềm năng thật sự của mình. Ánh Dương cảm động và hạnh phúc. Cô nhận ra rằng với điều ước cuối cùng, cô có thể tạo ra một tác động lớn hơn nữa. Cô bé thở dài và nói, "Bà tiên đừng chút, em ước cho lòng tốt và lòng từ bi tràn đầy trong tâm hồn mọi người, để thế giới trở nên tốt đẹp hơn." Bà tiên đừng chút cười mỉm và gật đầu. Bà rải một ít bụi phấn lấp lánh vào không gian, và nó lan rộng, chạm đến trái tim mỗi người trong vương quốc. Từ ngày đó trở đi, những hành động tử tế và lòng từ bi trở thành điều thông thường, và thế giới biến đổi thành một nơi hài hòa và yêu thương hơn. Ánh Dương trở về làng, mang theo những bài học cô đã học từ cuộc gặp gỡ với bà tiên đừng chút. Cô dành cuộc đời của mình để lan tỏa tình yêu, giúp đỡ người khác và truyền cảm hứng cho sự thay đổi. Làng của cô trở thành một ngọn đèn hy vọng, và vương quốc phát triển dưới sự ảnh hưởng của cô. Và vậy, câu chuyện về Ánh Dương, cô bé với trái tim tốt, trở thành một truyền thuyết được truyền miệng qua các thế hệ. Di sản của cô nhắc nhở mọi người về sức mạnh của lòng từ bi và sự khác biệt mà một người có thể tạo ra. Từ ngày đó, mỗi khi ai đó thực hiện một hành động tử tế, họ sẽ nói, "Hãy để trái tim bạn trong sáng như Ánh Dương, và hãy để giấc mơ của bạn trở thành hiện thực." Và tinh thần của Ánh Dương sống mãi mãi, luôn truyền cảm hứng cho người khác để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Câu chuyện đến đây là hết. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.